Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Hãng Honda triệu hồi các chiếc Zoom R1000, RR, R2020 và DS tại Việt Nam do lỗi cần số. Trong số 9 cái chiếc Zoom R1000, RR và DS 2020 thuộc diện lịch triệu hồi lần này của Honda Việt Nam, có 2 chiếc đã được bán ra. Honda Việt Nam đã đưa ra thông báo triệu hồi cái mẫu xe Super R1000 RR Fades 2020 được phân phối chính hãng ở Việt Nam. Cái mẫu xe này gặp phải tình trạng là bù lông cần số có thể bị rơi hoặc gãy trong quá trình sử dụng, dẫn đến là việc không thể sang số được. Có tổng cộng là 9 chiếc Super R1000 RR Fades 2020 tại Việt Nam đang bị dính lỗi này, trong đó có 2 chiếc được bán ra. Số còn lại đang nằm ở Honda Nam với các đại lý phân phối chính hãng. Honda Nam cho biết nguyên nhân lỗi được do là cái nhà máy sản xuất tại Nhật Bản chưa có định cái bu lông cần số đúng kỹ thuật, dẫn tới việc là bu lông có thể tự nới lỏng. Hiện tượng này được khắc phục bằng cách dùng cái keo khóa riêng ở trước siết để cố định vào phần bu lông. Khoảng thời gian khắc phục lỗi này trong khoảng là 2,5 giờ. Toàn bộ chi phí liên quan đến vấn đề này hoàn toàn miễn phí cho khách hàng. Người chủ của xe thuộc diện triệu hồi sẽ nhận được thông báo từ các lý của Honda Nam. Vào hồi tháng 5, thì khoảng 300 chiếc Super R1000 RR 2020 tại châu Âu cũng bị triệu hồi để khắc phục nguy cơ hư hỏng của phần động cơ. Các chiếc Honda Super R1000 RR 2020 được trang bị cho mình cái dung tích là 999cc, làm mát bằng dung dịch, sinh ra cái công suất là 215 mã lực, mô men xoắn cực đại là 112,5 Nm, sẽ được trang bị cho mình hộp số còn tài 6 cấp. Honda Việt Nam đang phân phối cái chiếc Super R1000 RR 2020 với 2 cái phiên bản là bản tiêu chuẩn với mức giá rơi vào khoảng là 949 triệu đồng và cái chiếc Honda Super R1000 RR SB 2020 thì có mức giá mắc hơn 1.049 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, subscribe.